con kính thưa lớp giáo môn sáu sao dạy giáo môn sáu của cha các cô và các anh chị và cùng các cô và các và anh chị em trong ca đàn thánh linh. À, con xin đại diện cho ca đàn thánh linh có vài lời tâm tình với cha trong ngày sinh nhật của cha. Thứ nhất là con xin Chúa ban cho cha trong tuổi mới. Xin Chúa ban cho cha già được ơn thánh. Xin Chúa ban cho cha được ơn khôn ngoan. Và xin Chúa đổ tràn đầy sức khỏe để cha có tâm huyết để mà dạy dỗ cả đoàn chúng con cũng như các lớp giáo huấn. Thực sự thì con thấy cha rất là có tâm huyết. Cha đã dành cho cả đoàn chúng con rất là nhiều thời gian. Thậm chí là con nghĩ chắc không biết cha có ngủ nhiều không, nhưng mà con nghĩ cha đủ mọi thứ. Cha tạo điều kiện cho chúng con rất là nhiều. Sự thật không phải là ca hát để mà thờ phượng Chúa, nhưng mà cha còn muốn dạy cho chúng con cách sống trong một xã hội và cách cư xử với lại trong một cái xã hội quá nhiều sự bất công, quá nhiều gian ác, và thậm chí là ma quỷ luôn luôn rình rập trong từng người để mà chúng len lỏi làm cho mình cảm thấy bất an. Thì lúc nào cha cũng tâm huyết, cha cũng dành dỗ, có những cái điều mới gì cha cũng dạy cho chúng con. Nhưng mà sự thật thì chúng con không có đáp lại cái công ơn của cha rất nhiều. Cha mở nhiều lớp, nhưng mà sự thật thì điều thứ nhất đó là công việc, thứ hai là điều hoàn cảnh xã hội, cho nên nhiều người không có đến tham dự. Thì con xin Chúa ban cho cha luôn luôn tràn đầy lòng nhiệt huyết để cha luôn luôn chăm sóc dạy dỗ chúng con và hướng dẫn cho chúng con sống theo thánh ý của Chúa. Để con xin hết. Cả đoàn có một món quà nhỏ